Vào ngày 8 tháng 3 cách đây 10 năm, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tức Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày nay, đã chính thức khai trương hoạt động bằng phiên đấu giá cổ phần nhà máy thiết bị bưu điện, mở đầu cho một giai đoạn sôi động trong hoạt động đấu giá cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước và tiếp theo đó là các hoạt động giao dịch chứng khoán. Sau 10 năm, giới đầu tư đang nhìn nhận vai trò của sàn chứng khoán Hà Nội ra sao? Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với buổi trao đổi cùng với đại diện của Dragon Capital, một trong những nhà đầu tư tổ chức có mặt ngay từ buổi bình minh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thưa bà, chúng ta đều thấy là sàn chứng khoán Hà Nội ra đời muộn hơn sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh những 5 năm. Tuy nhiên, cho đến ngày 8 tháng 3 vừa qua thì sàn Hà Nội cũng đã được 10 năm tuổi. Theo bà, với khoảng thời gian 10 năm vừa rồi thì đâu là những cái điểm thành công lớn nhất mà sàn chứng khoán Hà Nội đã thực hiện được? Theo tôi, thành tựu lớn nhất mà HNX đã đạt được trong thời gian qua đó chính là vận hành được một thị trường trái phiếu chính phủ chuyên biệt một cách tập trung, hiệu quả với khối lượng giao dịch đạt gần 3.000 tỷ đồng mỗi ngày. Đặc biệt là họ đã vận hành được cái hệ thống đấu thầu trái phiếu chính phủ điện tử, xây dựng được đường cong lãi suất và xây dựng được bộ chỉ số trái phiếu. Thưa bà, đúng là chúng ta không thể phủ nhận những cái thành công riêng có tại sàn chứng khoán Hà Nội, ví dụ như là sự vận hành của một cái thị trường trái phiếu chính phủ tập trung. Tuy nhiên, với mức thanh khoản 2.730 tỷ đồng mỗi phiên hiện nay thì bà có cho rằng cái quy mô này nó tương xứng với cái quy mô trái phiếu hiện đang lưu hành không? Thực ra cái khối lượng giao dịch mỗi ngày 2.730 nghìn tỷ, giống như bạn nói, thì quy ra tiền đô là độ tầm khoảng 130 đến 150 triệu đô mỗi ngày. Thì cái mức giao dịch này nó đạt được cái quy mô của thị trường Philippines và Indonesia, trong khi là cái quy mô niêm yết của chúng ta chỉ bằng 1/4 họ. Nói như thế thì bạn có thể hình dung là cái tỷ trọng giao dịch của chúng ta hiện khá là cao. Nhưng mà cái tỷ trọng này không đồng nghĩa với mức độ phát triển của thị trường. Tại vì sao tôi nói như vậy? Thứ nhất là về quy mô niêm yết, quy mô của thị trường trái phiếu so với GDP của chúng ta hiện giờ khá là thấp so với các nước trong khu vực, chỉ gần 20%, trong khi các nước bạn là tầm 30-60%. Cái thứ hai là về đối tượng nhà đầu tư của chúng ta hiện rất hẹp, đến 90%, hơn 90% là các tổ chức trong nước, đồng thời cũng hơn 90% là các ngân hàng thương mại. Thì nhìn vào một khía cạnh nào đó, đây là một điểm cộng, tuy nhiên là nó cũng chứa đựng cái tiềm ẩn về sự không bền vững, cũng như là tính thiếu đa dạng. Thì tôi nghĩ cái tình trạng này nó sẽ được cải thiện khi mà chúng ta có những cái định chế tài chính khác tham gia vào thị trường, ví dụ như là ngân hàng đầu tư hoặc là quỹ tương hỗ cũng như là quỹ hưu trí. Vâng, và chúng ta đều thấy thì thị trường trái phiếu trong 5 năm gần đây đều tăng trưởng với mức bình quân là khoảng 23% mỗi năm. So với quy mô hiện nay của thị trường và so với các cái thị trường trái phiếu trong khu vực thì bà có cho rằng đây là một sự tăng trưởng hơi nóng không? Thường thì ở giai đoạn đầu của chu kỳ phát triển, tốc độ tăng trưởng lúc nào nó cũng khá cao. Ví dụ như là vào năm 1998, thị trường Thái Lan đã có quy mô tăng gấp đôi chỉ trong vòng một năm. Hoặc như là thị trường Hàn Quốc cũng có năm họ tăng đến 55%. Do đó mà cái tốc độ 2-3% của chúng ta theo tôi không phải là quá cao. Tuy nhiên, khi mà bàn về tăng trưởng, tôi nghĩ chúng ta nên bàn sâu hơn. Đó là chúng ta nhìn về cái tốc độ tăng trưởng của tỷ trọng giữa thị trường trái phiếu so với GDP hơn là cái tốc độ tăng trưởng tuyệt đối của thị trường trái phiếu. Vâng, trở lại với một trong những cái chức năng của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hiện nay, đó là kênh dẫn vốn cho nền kinh tế thông qua thị trường cổ phiếu. Chúng ta đều biết là chương trình cổ phần hóa 432 doanh nghiệp nhà nước đang đến hồi nước rút. Vậy thì bà nghĩ với vai trò là trung gian thúc đẩy cái tiến trình này thì sàn chứng khoán Hà Nội nên làm gì để chúng ta có thể có những phiên đấu thầu thành công với cái mức giá như chúng ta kỳ vọng? Với vai trò trung gian thì tôi nghĩ HNX cũng như HOSE có thể đóng vai trò xúc tác bằng cách là giúp cái việc công bố thông tin một cách minh bạch, rõ ràng, chính xác và đầy đủ, để từ đó giúp cho bên mua họ có thể định giá được cổ phiếu một cách nhanh nhất, họ rút ngắn được cái quy trình định giá. Đồng thời là bên bán của họ cũng sẽ có cái thói quen cũng như là có một cái thái độ tích cực về việc chia sẻ thông tin. Khi mà mình nói đến giá thì thường ai cũng muốn giá tốt,
Tuy nhiên theo tôi thì giá nó chỉ có một giá duy nhất, đó là giá thị trường. Và nếu như mà một ngày chúng ta bán được một doanh nghiệp với giá hời do việc thông tin thổi phồng hoặc là thiếu chính xác, thì ngày hôm sau thị trường sẽ điều chỉnh ngay và sẽ có một thái độ do dự với các doanh nghiệp IPO sau này. Dạ vâng, rất cảm ơn bà trao đổi này.